Nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một cái ứng dụng có thể kiếm tiền nhanh chóng, đơn giản mà không mất quá nhiều thời gian á, thì video này chính là câu trả lời dành cho các bạn. Happy birthday to you. Bởi vì hôm nay Tâm sẽ giới thiệu đến các bạn một cái chức năng mới kiếm tiền trên app Xplore, giúp cho các bạn không mất quá nhiều thời gian và công sức. Các bạn chỉ cần ngồi nhịp dò thôi cũng có tiền nữa. Oh my god. Với cái chức năng mới này thì rất là phù hợp với những bạn làm biến nè, lười lao động nè, thích không làm mà muốn có ăn, thì các bạn có thể áp dụng. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ok, rồi tiếp cho vui thôi. Nếu như các bạn đang có thời gian rảnh rỗi nhiều, các bạn muốn kiếm tiền trên điện thoại, thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tầm nhé. Now. Ok, ở bước đầu tiên, nếu như bạn nào chưa có ứng dụng Xplore thì các bạn sẽ tải về. Đó, Thế Tầm có để sẵn đường link cho các bạn tải nè. Khi các bạn đang xem video hướng dẫn của Thế Tâm nè, thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần bình luận bên dưới video, thì lập tức các bạn sẽ nhìn thấy được cái đường link Thế Tâm để dưới đây. Các bạn chỉ việc nhấp vào cái đường link này thôi. Đó, thì lập tức nó sẽ ra cái trang web như thế này. Các bạn chỉ việc nhấp vào Google Play nè. Nếu như các bạn chưa tải thì các bạn cứ cài đặt như bình thường thôi. Đó, sau khi tải về xong, bây giờ chúng ta sẽ mở lên nè. Đó, và đây là giao diện của ứng dụng nè. Thì ở trên ứng dụng này các bạn có thể chơi game, làm nhiệm vụ để kiếm tiền. Đó, có rất là nhiều thể loại game để các bạn chơi. Đó, Thế Tâm cũng có làm rất là nhiều video về cái app này rồi. Khi các bạn mới tải ứng dụng về, Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhập mã để các bạn nhận được cái điểm bill. Nếu như bạn nào lần đầu mới tải về thì các bạn sẽ nhấp vào ba gạch nè. Các bạn sẽ nhấp vào mã giới thiệu nè. Đó, nếu như các bạn tải theo đường link Thế Tâm để, nó sẽ nhập mã mời sẵn nè. Còn nếu như các bạn không tải theo đường link á, thì các bạn sẽ nhập cái mã mời như thế này để các bạn nhận được điểm nha. GIFMTC. Đó, ok. Ở bước tiếp theo, các bạn sẽ nhấp tiếp vào cái mã code nè. Các bạn sẽ điền cái mã code vào đây để các bạn nhận điểm. Cái mã code Thế Tâm sẽ để dưới phần bình luận của video, các bạn chỉ việc nhấp vào cái phần bình luận bên dưới các bạn xem. Đó, Thế Tâm sẽ cập nhật những cái mã code thường xuyên ở đây, các bạn có thể vào để các bạn xem. Bây giờ các bạn sẽ nhập từng mã code vào đây. Xong các bạn sẽ nhấp vào, lập tức hối đoái. Đó, 93,76 điểm bill. Các bạn có thể nhận được cái số điểm bill hoặc là số điểm USD. Đó, cái số điểm có thể nhiều hoặc là ít, hên xui. Đó, thì trên cái app này, ngoài việc các bạn chơi game, các bạn làm nhiệm vụ để các bạn kiếm tiền, thì bên cạnh đó các bạn còn có một chức năng là các bạn mời bạn để kiếm tiền. Các bạn sẽ nhấp vào ba gạch nè. Đó, tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái phần mời bạn bè nè. Đó, cái cách kiếm tiền này nó rất là đơn giản, các bạn sẽ nhấp vào chữ mời nè. Sau đó các bạn chỉ việc gửi đường link qua Messenger nè, qua Zalo nè, qua Facebook nè, để bạn bè của mình nhấp vào cái đường link đó tải ứng dụng về là ok. Cái chức năng mời bạn này nó có một số điểm thay đổi như sau. Đó, các bạn sẽ kéo xuống nè. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần xem chi tiết nè. Với cái chức năng mới này, khi các bạn mời bạn bè, các bạn sẽ được thưởng nhiều cấp. Đó, ví dụ như trước đây khi các bạn mời thành công một người bạn thì các bạn chỉ nhận thưởng được một người bạn đó thôi. Nhưng còn bây giờ khác rồi. Đó, bây giờ ví dụ như các bạn mời một người nè, thì các bạn sẽ nhận được cái số điểm thưởng là 30. Rồi cái bạn A này tiếp tục mời thêm hai bạn B thì các bạn sẽ nhận thêm được mỗi bạn B này là 30 điểm nữa. Rồi tiếp tục hai cái bạn B này mời tiếp ba cái bạn C thì với mỗi cái bạn C này các bạn sẽ nhận được thêm 30 điểm mỗi bạn nữa. Đó, thì tổng cái số điểm các bạn sẽ nhận được là 405 điểm. Đó, các bạn chỉ cần mời được bạn A, rồi bạn A này sẽ mời được bạn B, rồi bạn B sẽ mời được bạn C. Có nghĩa là những người bạn bè của bạn A, bạn B, bạn C thì các bạn đều được nhận điểm thưởng. Đó, với cái cách thức tính điểm này thì các bạn chỉ cần mời một người thôi, và một người đó chỉ cần mời thêm 100 người đi, 100 người đó sẽ mời thêm 1.000 người nữa. Đó là các bạn sẽ nhận được điểm thưởng của 100 người, của 1.000 người sau, gom hết về túi các bạn. Như vậy là các bạn không cần phải mời nhiều bạn bè mà các bạn vẫn nhịp dò lụm tiền ngon lành. What? Và sau khi các bạn đã mời được một số bạn bè, các bạn nhận được một số điểm bill nhất định như thế này. Đó, thì bây giờ ta sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đổi ra tiền. Thì để đổi ra tiền các bạn sẽ nhấp vào đây. Các bạn nhấp tiếp vào chữ giao dịch nè. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào chữ bán nè. Đó, để chúng ta đổi từ cái điểm bill này sang cái điểm USD. Rồi từ cái điểm USD này chúng ta mới bán để đổi ra tiền. Đó, các bạn sẽ nhấp vào chữ mát nè. Đã được tổng cộng là 36 đô nè. Đó, các bạn sẽ nhấp vào chữ bán ra nè. Đặt lệnh thành công. Đó, sau khi các bạn bán xong thì cái số điểm USD nó sẽ cộng cho chúng ta nè. Thì các bạn cần phải chờ từ từ thì cái điểm USD nó sẽ cộng đủ cho chúng ta nha. Chứ khi các bạn mới bán thì cái điểm USD các bạn nhận sẽ chưa đủ. Đó, các bạn sẽ nhấp vào cái phần ví nè. Đó, thì hiện tại nó mới chỉ cộng cho chúng ta là 26 đô thôi. Chút xíu nữa nó sẽ cộng thêm cho chúng ta đủ 36 đô. Đó, bây giờ các bạn có thể rút trước cái số tiền này. Đó, các bạn nhấp vào chữ rút nè. Rồi ví dụ bây giờ các bạn muốn rút bao nhiêu, các bạn chỉ việc nhập cái số tiền vào. Các bạn có thể nhập tiền Việt Nam nè, nhấp vào chữ Việt Nam nè.
Đó các bạn có thể rút ít nhất là 1.230 đồng nè. Đó bây giờ ví dụ như Thế Tâm muốn rút là 400 ngàn đi. Thế Tâm sẽ nhập vào là 400 ngàn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn là phương thức thanh toán nè. Các bạn có thể chọn rút qua ví điện tử Momo nè, ngân hàng nè. Đó ví dụ Thế Tâm sẽ rút qua ngân hàng đi. Chọn ngân hàng. Rồi nhấp vào tiếp tục. Sau đó các bạn chỉ việc thêm cái ngân hàng của mình, số tài khoản cũng như là tên. Đó xong các bạn nhấp vào xác nhận. Đó tổng cộng là 16 đô. Cái số tiền chúng ta sẽ nhận được là 399.999 đồng. Các bạn chỉ cần chờ 1-2 tiếng các bạn vào tài khoản ngân hàng của mình, các bạn kiểm tra, các bạn sẽ thấy cái số tiền 399.000 các bạn vừa nhận được. Như vậy là Thế Tâm vừa hướng dẫn các bạn cái cách kiếm tiền trên điện thoại rất là đơn giản và dễ dàng phải không nào? Còn ngại ngùng gì nữa mà không, chỉ nhắn vào đường link dưới phần bình luận bên dưới video để tải về đăng ký và kiếm tiền thôi nào. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh để các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Bây giờ Thế Tâm xin nói lời chào thân ái và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.